Hi, xin chào cả nhà, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh channel của Kim Minh. Thì ngày hôm nay mình ở nhà tranh thủ thời gian này thì mình sẽ quay video và nấu ăn up video lên cho tất cả mọi người xem ha. Thì ông xã anh nói là anh thèm ba chỉ kho mắm rút các bạn, cho nên bây giờ mình sẽ nấu cho ông xã mình một nồi để nhà, ví dụ như có đói ăn cơm hoặc là chấm với rau. Rồi ngày hôm nay thì mình ăn bún đậu mắm tôm, thì trong thời gian mình làm thì mình sẽ quay lại cho tất cả mọi người xem cái quá trình của mình ha. Rồi mời tất cả mọi người cùng theo dõi video. Xong rồi, nguyên liệu đã hoàn thành xong, bây giờ mình sẽ bắt tay vào bếp nha các bạn. Ôi, ngon lành luôn, dữ dằn à. Chim 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 á, ơi chim 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 vô chơi. Hai các bạn, đây nè, các bạn thấy con trai của em không? Đang làm YouTuber đó các bạn. Đó, nó quay xe. Rồi quay con, quay xe đi con. Quay đó, yeah. Rồi rồi. Đây có xe nè, bên đây có xe, quay xe bên đây cho mẹ đi. Đúng rồi, quay xe đi. Đó. Tắt rồi, tắt rồi. Tắt hả? Đâu rồi? Chết cha, hết pin rồi, ba đưa máy ba đi ba. Được chưa? Nè, đó, được rồi đó. Con bấm nút này nè, bấm nút này nè. Đúng rồi, đó, rồi đi. Rồi, đó, YouTuber nhỏ tuổi nhất nghe mọi người. Đó, anh cầm máy quay phim đó. Em ngồi trên xe mà em quên quay phim, cái ảnh đưa cái máy, ảnh kêu em á là quay đi. Đó, mọi người thấy không? YouTuber đang tác nghiệp, đó, đang quay cái xe kìa. Cứ kìa, tôi quay cái xe kìa. Kìa anh gầy xe kìa con, quay xe đi, quay xe, đúng rồi, đó, thấy chưa, đó, đó. Đó. Bây giờ mình lại vô tới cái quầy qua mạc, sáng hai anh em mình đã uống cà phê xong rồi, giờ mình đi vô chợ. Thì trong qua mạc này á, bữa nay á là gần Halloween rồi.
cho nên họ bán kẹo rất là nhiều. Mọi người thấy không, rất là nhiều kẹo, một bịch mười mấy đồng, mua để dành cho những cái em bé mà tới cái ngày Halloween cái mấy bé đi xin kẹo á. Xin lần à, YouTuber đang quay nè mọi người đó. Xin lần ảnh vừa quay, ảnh vừa giới thiệu á mọi người à. Trong qua mạc bán rất là nhiều quần áo đẹp các bạn, mà giá cũng mềm nữa. Để coi bữa nay nó họ có sale gì hay không. Kẹo nè các bạn ơi. Ủa ba đi đâu à? Ba đi đâu tăng tăng à? Trời ơi, YouTuber nhỏ chiếu đó. Mua thuốc cho con. Quầy thuốc mọi người. Thuốc và vitamin. Ở trong qua mặt thì thường giá nó sẽ mềm hơn so với ngoài. Ngoài bên đây là thuốc ho, thuốc sổ mũi. Xem rồi. Đây là trong qua mạng, các bạn thấy họ bán mỹ phẩm rất nhiều. Những cái loại này nè, NYX nè. Mọi người thấy cái hiệu này không? Cái hiệu này bên Việt Nam mình rất thịnh hành và rất là mắc tiền. Bên đây thì là loại giá trung bình. Nó giống như là những cái loại bên Việt Nam mình là Maybelline rồi đó, loại giá tầm trung dành cho những cái người thường thường họ xài các bạn. Trong đây là một cả thiên đường đồ chơi dành cho nít luôn mọi người. Đó. Các bạn thôi à. Sau khi đi vào chợ á, thì mình có đi một vòng rồi bắt đầu mua một ít đồ. Thì bây giờ mình ra ngoài xe mình ngồi thì nói chung cũng chẳng mua gì. Mua mấy cặp lông mi với keo dán mi, một cây son với vài bịch tả. Rồi chồng mình ảnh mua cái máy mà sưởi ấm á các bạn. Cái máy nóng á, sưởi ấm để mùa đông này sưởi ấm ở trong phòng của mình á. Cho nên á hả, bây giờ mình còn thiếu một món hai món, cho nên ông xã mình với anh Khánh hai người đi vô trong chổng lựa rồi. Thì mình ngồi ngoài này mình chờ sẵn đây á, thì mình cũng quay video kết video với tất cả mọi người luôn. Thì á trong cái qua mạc này nó gồm có tất cả rất là nhiều đồ, như là đồ ăn nè, đồ chơi nè, đồ chơi cho trẻ em đó, rồi thuốc nè, rồi mỹ phẩm nè, rồi đồ điện nè. Trong đó có món vải nữa các bạn. Hồi nãy mình thấy có một quầy vải bán cà tê, mấy cái vải để mình may đồ, rồi phụ liệu may, rồi rất là nhiều. Và cái Walmart này á lớn lắm các bạn, mà tính ra là giá của nó trung bình, nó giá nó rẻ, nó cạnh tranh, cho nên á cái lượng khách ra vô rất là nhiều. Và họ kinh doanh cũng khá là tốt. Các bạn thấy mặt hàng rất là nhiều các bạn thấy không? Kẹo đó mà họ bán số lượng nhiều quá các bạn. Kẹo hay bánh gì hả là chất đóng này rất là nhiều luôn mọi người. Nhưng mà cái qua mát này và cách nhà mình á thì khoảng 15 phút lái xe là xa lắm các bạn. Đối với ở bên Mỹ á thì họ thấy là nó gần, nhưng mà đến với Việt Nam ví dụ như mà các bạn chạy là khoảng từ quận nhất mà ra gần tới Vũng Tàu hoặc Long Thành vậy đó, xa vậy đó mọi người. Đi một cái chợ, cho nên ở bên Mỹ này mà không có xe là coi như là bó tay, là coi như là cục giò đó các bạn. Tại vì mỗi cái địa điểm dù là chợ đi chăng nữa, đi chợ đi chăng nữa nó cũng rất là xa. Ví dụ như chợ mà mình nói là 5 phút lái xe thì nói tiếng 5 phút lái xe, chứ thực sự ra là đi bộ là khoảng nửa tiếng đồng hồ mới tới. Nó không giống như Việt Nam là các bạn có thể đi ra đầu đường chút xíu rồi các bạn tới chợ, hoặc là đi ra ngoài kia chút xíu là có nhóm chợ, nó họ không có gì. Chợ nhiều khi đối với ở đây mà gần đó là 5 phút, 15 phút, nửa tiếng, từ nửa tiếng đổ lên là bắt đầu xa rồi đó các bạn.
mà các bạn biết nửa tiếng lái xe là nó tương đương với các bạn đi bộ rất nhiều. Các bạn biết không, mình đi bộ 5 phút mà, ủa, mình lái xe 5 phút bằng đi bộ nửa tiếng. Là cái đoạn đường từ đó tới đó, mỗi khi mình lái xe chưa tới 5 phút nữa. Nhưng mà khi mà mình đi bộ là mình đi đúng nửa tiếng các bạn. Cho nên nó hả, ở bên đây hầu như là cái gì cũng rất xa. Mà nói tiếng là đi bộ được hầu như là không bao giờ rồi đó. Ở bên Mỹ là nói tiếng đi bộ là khó lắm, hi hữu lắm. À rồi thôi, chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây. Và cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nha. Thân mến chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye mọi người.